Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, mùng 4 tháng 1. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc có thể đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Sương muối phủ trắng đỉnh Phan Xipang đầu năm 2024. Người Việt trong tâm chấn động đất Nhật Bản, cách 70 km, rung chấn vẫn rất mạnh. Mở đầu bản tin dự báo ngày hôm nay là những thông tin mới nhất không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sau đợt không khí lạnh hôm nay ngày 3 tháng 1, dự báo miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, trời mưa rét ngắn ngày. Hôm nay ngày 3 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét trong 2 ngày, ngày 3, ngày 4 tháng 1. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15 đến 18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 3 tháng 1, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm ngày 3 tháng 1, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ngày và đêm ngày 4 tháng 1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, vịnh Bắc Bộ ngày và đêm ngày 3 tháng 1 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng ngày 7 tháng 1 thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể rét trong 2 ngày, ngày 7, ngày 8 tháng 1, trời có mưa nhỏ rải rác. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 21 độ. Thành phố Vinh, ít mây, có mưa, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Thành phố Huế, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thành phố Đà Nẵng, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thưa quý vị, hôm nay mùng 3 tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên đỉnh Phan Xipang xuất hiện sương muối phủ trắng các lối đi, các điểm ngắm cảnh. Ngày 3 tháng 1, đỉnh Phan Xipang Lào Cai xuất hiện sương muối cường độ nhẹ, tạo thành lớp trắng mỏng phủ trên nền gỗ, đường đi và cành cây ngọn cỏ. Nhiệt độ Sapa giảm xuống 10,8 độ C, nhiệt độ đỉnh Phan Xipang cũng giảm xuống dưới 5 độ C và xuất hiện mưa nhẹ, sương muối. Khi mặt trời lên, nhiệt độ tăng, sương muối tan dần. Ông Quyền Anh Tuấn, trưởng bộ phận truyền thông Phan Xipang Legend cho biết, từ ngày 8 tháng 1, dịch vụ tàu hỏa leo núi và hệ thống cáp treo dự kiến tạm dừng để bảo trì hệ thống. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, thời tiết ở các địa phương vẫn rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15 đến 18 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Trước đó, những ngày cuối tháng 11 và tháng 12 năm 2023, Phan Xipang cũng 5 lần xuất hiện băng giá sương muối. Trong đó, đợt băng giá xuất hiện tối 25 tháng 12 và sáng sớm 26 tháng 12 là dài nhất và kéo dài lâu nhất trong năm. Thưa quý vị, trận động đất 7,6 độ ở Nhật Bản vào hồi đầu năm nay đã khiến nhà cửa rung lắc dữ dội, mặt đường nứt vỡ, cột đèn bị đổ. Người Việt sống giữa tâm chấn trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng trong trận động đất này. Ngày 1 tháng 1, hàng loạt trận động đất lớn đã xảy ra tại Nhật Bản, trong đó trận mạnh nhất 7,6 độ Richter ở tỉnh Ishikawa gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chia sẻ từ một cơ sở trú ẩn địa phương, bạn Phạm Hoa sinh sống và làm việc tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa cho biết, trận động đất rất mạnh, nhà cửa rung lắc dữ dội, mặt đường bị vỡ nứt và nhiều cột đèn bị đổ. Rất may mình có thể chạy ra khỏi nhà an toàn, nhưng đồ đạc trong nhà thì hư hỏng cả.
Sau khi bám trụ qua đợt rung chấn, mình cùng mọi người vội vàng chạy đến nơi tập kết và sơ tán. Tình hình hiện tại có thể nói tạm ổn, thi thoảng vẫn còn những cơn rung lắc nhẹ. Hiện các điểm thuộc tâm chấn vẫn đang xảy ra tình trạng mất điện và các dịch vụ viễn thông chập chờn. Anh Lê Thanh Tùng ở thành phố Komatsu, tỉnh Ishikawa cho biết, cả nhà anh vừa đi chùa đầu năm về thì mặt đất bất ngờ rung lắc nhẹ rồi dừng lại. 5 phút sau thì xảy ra đợt rung lắc mạnh hơn và lâu hơn. Đây cũng là rung chấn từ trận động đất 7,6 độ. Anh Tùng nói, đồ đạc trong nhà đổ hết cả. Tôi vội vàng dắt tay vợ con chạy ra khỏi nhà, nơi tôi ở cách tâm chấn 70 km, nhưng rung chấn khi đó vẫn khá mạnh, mặt đất bị nứt, nhà cửa và cột điện rung chuyển ầm ầm. Giữa lúc khó khăn, cộng đồng người Việt ở Ishikawa và các khu vực lân cận vô cùng đoàn kết, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Chiều ngày 2 tháng 1, Bộ Ngoại giao cho biết hiện chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do các trận động đất gần đây tại Nhật Bản gây ra. Nhiều công dân Việt Nam được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản chủ động nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình an toàn của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn, hội đoàn để thông tin hướng dẫn cộng đồng người Việt tại khu vực chịu thiệt hại. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai, mùng 4 tháng 1. Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 12 đến 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, phía Nam 23 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 21 đến 23 độ, phía Nam 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng cao 2-4 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng cao 2-4 mét. Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ với sự hoạt động của khối không khí lạnh mạnh tăng cường, thời tiết đêm nay và ngày mai vẫn chìm trong rét buốt, có nơi rét đậm rét hại. Quý vị cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh để nhiễm lạnh. Đến đây thời lượng chương trình đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, mùng 4 tháng 1. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.